loài những lúc đau thương đang như thế này. Ở bên kia Vũ Hán có bao nhiêu những con người đang bị cô lập với thế giới xung quanh. Để ngăn chặn không cho bệnh dịch lây lan, phải có nhận thức và lương tâm của mỗi một người. Trái đất, thế giới nhân loại còn tồn tại thì mỗi một con người chúng ta mới được sống và tồn tại. Không bao lâu nữa, rất nhanh thôi sẽ chấm dứt mọi bệnh tật, vì có một loại thuốc chữa tận gốc bệnh dịch này. Hãy tin tôi đi và sẽ tin tôi đi, có một phép mầu nhiệm, những người giáo sư cùng bác sĩ như một Đức Chúa Trời sẽ giang tay cứu giúp nhân loại và con người chúng ta. Trên trái đất như đang lúc này, bên kia Vũ Hán có bao nhiêu những con người đang bị cô lập với thế giới xung quanh. Chúng ta phải nghĩ cách như thế nào để ngăn chặn không cho bệnh dịch lây lan, phải có nhận thức và lương tâm của mỗi một. Còn tồn tại thì mỗi một con người chúng ta mới được sống và tồn tại. Không bao lâu nữa, rất nhanh thôi sẽ chấm dứt mọi bệnh tật, thì có một loại thuốc chữa tận gốc bệnh dịch này. Hãy tin tôi đi và sẽ tin tôi, những người giáo sư cùng bác sĩ như một Đức Chúa Trời sẽ giang tay cứu giúp nhân loại và con người chúng ta.